Mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Cùng Mai Vào Bếp. Món bánh nậm khiến bao người phải mê mẩn với hương vị beo béo đậm đà của nhân tôm thịt. Bánh mềm mịn, hòa cùng với nước mắm cay mặn ngọt, ăn một miếng bánh như là tan trong miệng, rất là ngon. Cách làm bánh nậm không khó, chỉ cần bỏ ra tí xíu thời gian là có ngay bánh ngon để đãi cho gia đình mình rồi. Và cách làm như thế nào thì Mai mời cả nhà mình cùng vào bếp với Mai nha. Nguyên liệu làm bánh thì ở đây Mai có 200g bột gạo cùng với 50g bột năng. Bột năng sẽ giúp cho bánh không có bị bở và có độ dai nhẹ. Tiếp theo là 300g tôm. Khi mua tôm, chúng ta nên chọn tôm tươi sống thì khi ăn sẽ có vị ngọt của tôm. Tôm này chút nữa Mai sẽ rửa sạch, lột vỏ và tách lấy chỉ lưng ra. Và cuối cùng là 30g thịt xay. Mai chọn thịt có hơi tí mỡ để nhân đỡ sạm hơn. Và cùng với một số gia vị khác Mai chia sẻ trong lúc làm luôn nha. Trước tiên thì Mai sẽ pha bột, cho tất cả bột gạo và bột năng vào thau. Tiếp theo là một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê đường và cuối cùng là 600ml nước lọc. Rồi mình khuấy cho bột tan ra. Tỷ lệ nước mà cho vào thì cũng rất là dễ nhớ. Anh chị cứ nhớ là tỷ lệ 1:2 ha, tức là 1 phần bột và 2 phần nước. Lượng nước cho vào chúng ta có thể cho nhỉnh hơn một chút, tầm khoảng 50 cho đến 100ml đều được nha. Nhưng mà đừng có lỏng quá, nếu như mà lỏng quá thì bánh sẽ bị nhão ha. Khi bột đã tan hết rồi thì mình sẽ để đây cho bột nghỉ 30 phút. Tôm sau khi đã bóc vỏ và lấy chỉ lưng xong hết rồi thì bây giờ Mai sẽ băm nhỏ ra. Trước khi băm thì Mai sẽ dùng cái sóng dao. Mình băm trước như vậy nè, để cho tôm được mềm hơn. Sau đó thì mình sẽ cắt ra và băm nhỏ ha. Tôm mình băm nhuyễn như vậy là được ha. Tôm băm càng nhuyễn thì khi xào tôm sẽ tơi ra và ngon hơn. Sau đó cho thịt băm vào cùng với tôm. Rồi cho gia vị vào ướp. Mai cho vào một muỗng canh hành tím băm. Mình chừa lại một ít để tí nữa phi thơm ha. Một muỗng cà phê tiêu. Một muỗng cà phê hạt nêm. 2 muỗng cà phê nước mắm ngon. Rồi mình trộn đều lên. Anh chị có thể nêm nếm lại theo khẩu vị của từng gia đình mình nha. Sau đó thì Mai sẽ cho thêm vào một muỗng canh dầu màu đều để nhân lên màu cam cho đẹp. Thường thì ở ngoài hàng họ bán thì họ sẽ dùng là màu gạch tôm, nhưng làm ở nhà ăn thì Mai chỉ cho màu dầu đều vào là được rồi. Rồi chúng ta trộn tầm khoảng 5 phút cho nhân thấm gia vị. Mình trộn quết càng lâu thì nhân sẽ mềm và khi làm nhân nhân sẽ tơi ra. Hoặc là anh chị cũng có thể xay thịt cho thật nhuyễn ha. Và bây giờ Mai sẽ tiến hành xào nhân. Bắt chảo lên bếp, cho vào khoảng 1 muỗng canh dầu màu đều. Cho hành tím băm vào phi thơm. Chúng ta phi cho hành dậy mùi thơm và ngả màu vàng nhẹ. Khi thấy hành tím đã ngả màu vàng nhẹ rồi thì chúng ta cho phần tôm thịt vào xào. Mình xào cho nhân chín và tơi ra như vậy là được. Để cho nhân được tơi nhỏ ra như vậy thì tôm và thịt chúng ta phải xay cho nhuyễn ha. Nhân cũng đã chín rồi thì bây giờ Mai sẽ tắt bếp. Bột ngâm cũng đã được 30 phút rồi. Lúc này chúng ta khuấy đều bột lên. Sau đó thì Mai sẽ đem bột đi nấu. Chúng ta cho bột vào trong chảo hay là nồi gì cũng được. Rồi cho một ít dầu ăn vào.
cho dầu ăn vào là để tạo độ bóng cho bánh. Rồi bật lửa lên, mình để lửa dưới mức trung bình và khuấy liên tục. Rồi mình khuấy cho đến khi bột đặc lại như vậy, thì mình hạ lửa ở mức nhỏ nhất. Sau đó thì mình cũng khuấy liên tục, cho đến khi thấy bột có độ đặc và trong như vậy, thì mình tắt bếp nha. Rồi bây giờ sẽ đến công đoạn gói bánh. Ở đây Mai sẽ dùng lá chuối để gói. Tùy theo anh chị làm bánh to hay nhỏ thì mình sẽ lá sao cho vừa nha. Mai sẽ dùng 2 miếng lá lót cho dày, rồi cho một ít bột vào. Trong lúc lấy bột, nếu như mà bột có dính vào muỗng thì anh chị có thể thoa một ít dầu ăn vào muỗng ha. Rồi mình tán nhẹ bột ra. Sau đó cho nhân lên trên bột. Ở nhà làm ăn vì vậy Mai cho nhân nhiều tí xíu. Rồi gấp hai bên mí lá lại cho kín bột. Rồi dùng tay vuốt nhẹ để dàn mỏng bột ra. Sau đó thì gấp hai đầu lá lại. Như vậy là xong ha. Và đây là những cái bánh đã được gói xong. Bây giờ thì Mai sẽ đem bánh đi hấp. Bắt nồi hấp lên bếp. Khi nước đã nóng thì Mai sẽ cho bánh vào sửng hấp. Và thời gian hấp ở đây là 20 phút. Bánh hấp được 20 phút rồi, thì chúng ta lấy bánh ra và để cho bánh nguội ha. Trong khi chờ bánh nguội thì chúng ta pha nước mắm ăn kèm. Mai cho vào 2 muỗng canh đường, 3 muỗng canh nước mắm, 4 muỗng canh nước nóng, 4 muỗng canh nước nóng. Rồi khuấy cho đường tan ra. Khi đường đã tan ra hết rồi á, thì Mai sẽ vắt vào một trái tắc. Mình dùng tắc hay là chanh đều được nha. Cuối cùng cho ớt vào, vậy là xong. Anh chị có thể pha nước mắm theo khẩu vị của gia đình mình nha. Bánh cũng đã nguội rồi, bây giờ thì Mai sẽ gỡ lá ra xem là bánh có ngon không nha. Mới mở lá ra thôi á, mà hương thơm tỏa ngào ngạt luôn. Hương thơm của vị lá hòa cùng với vị bột và nhân, rất là thơm và ngon. Sau khi mà ra thành phẩm, bánh mềm ngon, không có cứng cũng không có bị bở luôn. Nhân thì đều trên mặt bánh, thật là bắt mắt. Cái nào cũng đều như nhau, mềm mịn rất là ngon và hấp dẫn ha. Cách ăn bánh nậm đúng kiểu truyền thống là lột vỏ bánh ra, để lên trên đĩa. Mình để nguyên lá như vậy nè, mùi của lá sẽ giúp món ăn thêm thơm ngon hơn. Rồi cho một ít nước mắm vào, lấy muỗng múc từng miếng, đưa vào miệng ăn á, bánh rất là ngon và thơm. Hoặc chúng ta cũng có thể gỡ bánh ra khỏi lá, xếp bánh vào đĩa, cho một ít hành phi hay là một ít mỡ hành vào cũng đều rất là ngon. Chan một ít nước mắm lên trên. Có thể ăn kèm với nem nè, chả, tùy thích ha. Bánh thì mềm mịn, hòa quyện cùng với vị đậm đà của nhân, béo béo của nhân tôm thịt. Hương vị thì thơm lừng. Món ăn này á, từ người lớn cho đến trẻ nhỏ đều rất là thích. Vậy là Mai cũng đã chia sẻ xong cách làm bánh nậm tại nhà rất là đơn giản và ngon miệng rồi nè. Những lúc rảnh rỗi, anh chị cũng có thể làm bánh ngon cho gia đình mình thưởng thức được rồi ha. Mai chúc cho cả nhà mình thực hiện thành công. Và nếu như anh chị thích cách làm này thì ủng hộ tinh thần Mai bằng cách dành tặng cho Mai một like và đăng ký kênh. Đồng thời đừng quên ấn thêm cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại cả nhà ở video lần sau.